Hello, xin chào anh em nhá. Hôm nay thì mình sẽ trải nghiệm một tựa game mới là Viking Rise. Yeah, sự trỗi dậy của người Viking đấy. Thì mình thấy tựa game này kết hợp với cả bộ phim Viking ngày xưa. Ủa ôi, thề với anh em lần mình xem Netflix khoái nhất là cái bộ Viking đấy. Mình nhớ mãi là nhân vật chính là Ragnar đúng không nhỉ? Đúng ấy, hình như thế đấy anh em ạ. Đây này, Ivor này. Ivor, đúng rồi. Tiến tưởng xem nào, game này thể loại gì đấy? Ủa, giống kiểu đế chế nhỉ? Rồi, chở một xe hàng đến đây. Các thương nhân đã bắt đầu xây dựng. Giống nhỉ. Nó chế đấy. Ivana, tài nguyên của chúng ta đã bị mất trong trận chiến vừa rồi. Ivor, cử người đi tìm xung quanh. Chúng tôi có thể tìm thấy các tài nguyên có giá trị. Ok. Ra đây, chặt gỗ này. Wow. Giống thể loại đế chế vậy. Thực ra ngày xưa mình không chơi đế chế đâu anh em ạ. Mình nhớ mãi là đấy là mình có một thằng em. Đợt đấy thì nhà nó kiểu là nó không có cái giếng nước ấy, mà muốn lấy nước sạch thì phải đi ra nhà hàng xóm để múc về. Thế là đấy mình nhớ mãi là nó có một quả máy tính PC đít lồi ấy, xong thì có cài đặt cái game đế chế đấy. Thế xong rồi bọn mình sẽ phải làm cái nhiệm vụ là cứ đi múc nước ấy, đầy cái bể đấy về thì sẽ được chơi một tiếng đế chế. Oh shit. Thế là nó cứ chơi, mình ngồi mình xem, nhưng mà đợt đấy chơi với máy thôi. Chứ còn mình copy chơi chủ yếu là mình nhìn xem. Ừ, công nhận là chơi cái đấy nhiều thao tác vãi trưởng này. Tay nó phải nhanh, ngón tay phải dài. Nó kiểu như vậy anh em ạ. Rồi để mình check qua nào. Ok. Cuối cùng, một nơi chúng ta để nghỉ ngơi. À, có nơi để nghỉ ngơi rồi. Đây là nhà dân nè. Đây là cốt truyện hay là game nó sẽ diễn ra như thế này luôn nhỉ? Đó là cái gì? Chim cò, rồi thì muông thú. Ô, chạy vào rừng rồi. Chắc hẳn có điều gì đó đã làm các con vật hoảng sợ. Dù đó là gì, chúng ta không được để người dân của mình bị thương. Nhanh lên, xây dựng một số rào chắn để ngăn chặn chúng. À, hay ha. Ok, như này à. Ủa, càng nghe những con quái vật đang đến gần hơn. Tình hình tồi tệ hơn chúng ta nghĩ rồi đấy. Ánh sáng sẽ luôn chiến thắng bóng tối. Bảo quân thắp đuốc đi tuần trại đêm nay. Ôi ôi, có thể Odin giữ chữ. Tức là trong người Viking ấy, người Viking thì thờ thần đúng không? Còn bên ví dụ như mình xem là chiến tranh giữa các tôn giáo đúng không? Thì ví dụ như người Anh ấy, mấy cái vương quốc đấy thì người ta sẽ thờ chúa. Còn người Viking thì người ta sẽ thờ thần. Đấy. Anh em hiểu là như vậy nhá. Rồi. Thắp đuốc lên là mấy con kia nó cũng sợ thật này. Có thể Odin trông chừng chúng ta đêm nay. Thần Odin mà. Nói chung là người Viking thì luôn luôn là muốn chiến đấu trong vinh quang. Dù có mà phải hẹo thì cũng phải hẹo trong vinh quang. Họ sẽ chiến đấu đấy để được lên cùng với lại điện của thần Odin anh em ạ. Anh ấy là một trong số chúng ta. Cho anh ấy cho. Rồi, mở cổng luôn. Rồi như nào? Niflung Dustin à? Anh ấy để quen đấy nhỉ? Chúng tàn sát đồng bào ta. Tôi là người duy nhất sống sót. Ủa? Niflung? Làm thế nào mà có thể? Không phải họ ở Nifleo sao? Bên cạnh Niflung, tôi cũng thấy một số quái vật lang thang xung quanh. Bất kể, chúng tôi sẽ đánh bại họ. Trước tiên, hãy dựng trại cho những người trở về. Ok. Vâng, chúng tôi sẽ an toàn hơn trong hơn nhiều trong một. Như nào? À, ý là ở đông mình sẽ an toàn hơn một người. Tôi hy vọng những người còn lại sẽ sớm tìm được đường trở về. Wow, có quà này. Nhưng mà chưa ấn nhận được quà à? Tiếp tục là xây dựng anh em ạ. Lại thêm một trại nông dân nữa anh em nhá. Rồi để mình check qua xem. Ok, đặt luôn đây á. Rồi nhận thưởng này. Tiếp tục nhận thưởng này. Xây dựng thôi. Cái này là có thể ấn một quan không? Bà gì. Rồi luôn. Vì chúng tôi chỉ mới bắt đầu, chúng tôi có thể sử dụng nhiều người hơn. Hãy xem liệu chúng ta có thể chuyển một số người từ trại nông dân không. Rồi, làm gì đấy? Nhấn vào đây. Rồi, triệu hồi. À, ok nhỉ. Ý như là có thêm người thì chúng ta sẽ xây được nhiều nhà hơn một lúc hay sao nhỉ. Quay trở về xem nào. Giờ phải làm gì? Xây trại, ok luôn. Tiếp tục là thu thập 200 thực phẩm. Lấy luôn nè. Cũng nhanh thôi. Ok, đơn giản luôn. Làm gì đấy? Cái này là xóa một khu vực hả? Xóa luôn đi nhỉ, trong lúc chờ đợi. Tiếp tục là có thể xây dựng thêm quân sự này. Trại bộ binh. Rồi, trại bộ binh để đâu đấy cho nó dễ được nhỉ.
bộ binh. Yeah, ngoài này không xây dựng được á? Sao vậy? Ủa hay? Ảo mà Canada đấy. Ra đây sao? Nó chỉ xây dựng được ở trong cái khu này thôi anh em ạ. Cái gì nhỉ? Thế xây ở đây à? Xây luôn đây đi. Tăng tốc lên. Nhấn để sử dụng. Ngon. Rồi, để mình xem là ở đây cực kỳ nguy hiểm, ngay cả Ivor cũng không thể giải quyết mọi việc một mình. Chúng ta cần huấn luyện thêm bộ binh. Đấy rồi, huấn luyện thêm bộ binh ok. Thêm phát xem nào. À, thì ra là cần phải tài nguyên thì mới huấn luyện được bộ binh anh em ạ. Ok, nói chung là cái thể loại này thì mình cũng ít chơi thôi, nhưng bởi vì nó liên quan đến chủ đề Viking thì cho nên là mình cũng tò mò và chơi thử ấy mà anh em. Để mình check qua một chút về cài đặt anh em nhé. Cài đặt chung. Cài đặt chung xem nào. Ôi ôi, chất lượng đồ họa cao luôn nhì, tỷ lệ của mình cao luôn này. Âm lượng thì mình tắt luôn anh em nhé. Bởi vì là nó bị bản quyền đấy. Sorry anh em nhé. Rồi. Đấy, nhìn này nó mới nét lây con gà tây luôn anh em nhỉ. Không biết là có phiên bản PC không? Hiện tại thì mình đang chơi trên giả lập LD Player. Còn phiên bản PC có hay không thì mình cũng chưa biết. Nhưng mà chơi trên phiên bản giả lập thì nó tiện anh em ạ. Đó, tiện hơn rất là nhiều nha. Thỉnh thoảng cần auto thì cứ auto thôi. Ok, thì link giả lập mình có để dưới phần mô tả nhé. Nếu như anh em nào mà cũng chưa biết cách chơi trên PC thì có thể là tải giả lập đấy về. Sau đó cài Viking Rise đấy. Bệnh xá này. Ok. Ôi, thế này thì mình phải đi chặt mấy cái cây kia anh em ạ. Đây. Chặt luôn nhá. Đây cũng có này. Thôi khoan đã. Ủa, sao nó phát hiện đây không thể nào mà chặt được cái cây này. Cây thế nhở. Thôi được rồi. Tạm thời như thế đã. Lương thực này. Tiếp tục này. Không có con sen rảnh rỗi, đi đến trại nông dân để tuyển thêm. À, tuyển thêm dân à? Trại nông dân tuyển thêm đi nhở. Đợt nông dân tiếp theo. Ok, triệu hồi 500 này. Anh này là tốc độ làm việc vặt là cộng 15%, tốc độ xây dựng là trừ 2 phút. Ai chả, my god. Ủa, cái bà này mà đi xây dựng này nhanh hơn đó hả? Ảo thật đấy nhở. Rồi, ok, như vậy là cũng đã chiêu mộ thêm được hai đồng chí để có thể là làm việc nó nhanh hơn. Đấy, làm việc vào đi. Cái này là còn thiếu gỗ à? Chứ phải đi chặt gỗ. Dạ. Cay thế nhở? Đây, gỗ đây. Ok luôn. Xem còn cây gỗ nữa không nhở? Còn ai không ta? Còn luôn này. Tiếp tục là chặt gỗ này. Hình như bà này bà ấy bỏ luôn nhặt hoa quả lương thực để đi chặt gỗ rồi sao ấy. Uầy, dọn một khu vực. Chưa, từ từ đã. Đây, chặt cây đi. Một người chỉ chặt được một cây rồi à? Hay như nào? Rồi, xong luôn này. Hay nhở? Cái này nó sẽ tự điều dân đi à? Mình không cần phải chỉ vào người dân nào làm việc gì đúng không? Lại cần phải dọn dẹp một khu vực à? Cái tạm thời cứ nhặt hết mấy cái này đã. Nhờ. Rồi, ok. Kìa, phải dọn dẹp một khu vực kìa. Cay thế nhỉ. Thốn nhỉ. Không sao, ở đây thì mình có thể xây bệnh xá cái đây anh em ạ. Xây dựng luôn nhá. Ok. Chắc là cái thể loại này thì mình đoán là một thời gian nữa khi mà chúng ta có thể là xây dựng hòm hòm rồi, lấy quân đội đi chinh phạt các thứ các kiểu, có ra điều. Có giống kiểu đế chế phết nhỉ. Anh em nào cũng chơi tựa game này nhớ để lại comment ở bên dưới cho em biết với nhá. Đây thì trong túi mình có thêm một số những cái vật phẩm để tăng tốc này. Ê, cái gì đấy? Người mới di trú bạn có thể dịch chuyển lãnh địa. À, ok. Ok. Dần dần bắt đầu hiểu hiểu hơn được một chút này. Hướng dẫn và trợ giúp. Ok. Nhận thưởng này. 2 ruby à? Cái ruby đấy như mình có thể mua được ấy. Được một số những cái gọi là giảm thời gian ý. Tăng tốc lên. Ai xả. Cấp ngầu phết anh em ạ. Chủ đề người Viking thì mình cũng khá là yêu thích. Đây có nhiệm vụ gì đâu hoàn thành đấy. Nhận luôn. Ê, nhiều tài nguyên nè. Thế mà lúc nay mình không biết. Tôi tự hỏi còn bao nhiêu mối đe dọa nữa đang ẩn mình trong sương mù. Chờ cơ hội tấn công thôi.
Trước tiên chúng ta phải giành được chỗ đứng trên mảnh đất này, sau đó mới cứu được người dân của mình. Hãy dồn sức vào việc phát triển lãnh địa và tăng sức mạnh của chúng ta. Hợp lý luôn. Nhận thưởng luôn. Rồi. Xong đấy. Nhiệm vụ chương. Ok, cái này là có cái gì đấy? Cái này là lãnh địa xếp hàng là cái gì? Chúng tôi tuyển một nông dân phù hợp hơn với công việc. Hãy ủy thác anh ta. Nào nhỉ? Ủy thác tất cả đi xem nào. Ơ hay. Chưa hiểu lắm. Không hiểu lắm anh em ạ. Cái gì đây? Còn cái này là như nào? Xây dựng cái gì ấy? Ủa, dưới này có cả con sói này. Khả năng là phải xây dựng lãnh địa của mình đã, sau đấy thì mới đi chinh phạt được anh em nhé. Cánh điện nâng cấp được luôn này. Nâng cấp ngay, nâng cấp trong vòng 2 giây. Mở thêm trại cung thủ này. Rồi, hiểu. Bây giờ mình sẽ nâng cấp cái tránh điện lên. Sau đấy là khi mà có được một số những cái tài nguyên rồi, đạt đủ điều kiện rồi thì mình sẽ nâng cấp thêm nhà như các kiểu. Ngon lành luôn anh em. Xóa luôn một khu vực này. Nhưng mà xóa cái này thì có nhận là tài nguyên ở đây không ta? Trại cung thủ. Dọn dẹp xong cái khu vực này rồi này. Làm đi. Wow, cái này cũng hơi thốn nhờ. Nếu như mình không click vào để chỉ thì nó không tự động làm cho mình nhé. Giá như mà nó sẽ tự động làm luôn cho mình thì nó sẽ hợp lý hơn. Ở đây lấy lương thực em ơi. Ui, có mỏ gỗ này. Ui, mỏ gỗ này. À, xóa một khu vực thì mình cũng sẽ mở được bản đồ và đồng thời sẽ có thêm mấy cái mỏ gỗ tài nguyên đây mình có thể lấy được luôn. Hợp lý. Tướng đây thì sao? Ai xì bà. Chưa được triệu tập. Uầy, nhiều thế. Nhiều tướng thế nhỉ? Để mình xem là có rắc nào. Ui, thanh niên này quen đấy nhỉ? À, Leif Erikson. Ui, thanh niên này ok này anh em này. Leif Erikson quen đấy nhỉ? Để mình nhớ lại xem là thanh niên này như nào nhỉ? À, thanh niên này thực ra thì võ nghệ thì không cao cường lắm, nhưng mà là một nhà thám hiểm rất là tường tận về biển cả các thứ. Hay. Và thanh niên này mình nhớ là có một lần đi tìm kiếm, nói chung là muốn đi khám phá những cái địa phận mới, những cái khu vực mới trên bản đồ. Và hồi còn bé thì thanh niên Leif Erikson này có ngủ mơ đến một cái vùng đất, gọi là vùng đất huyền bí, miền đất hứa ấy. Đấy, thì anh này bắt đầu mới hỏi cha là muốn đi tìm cái vùng đất đấy. Thì cha bảo làm đếch gì có. Đấy, cha không tin. Nên là thanh niên này thì vẫn một mực là tin tưởng. Nên là rất là muốn đi khám phá. Đấy, nói chung là trong những ngày tháng Covid bị ốm, các kiểu có đà điểu, xem phim nhiều là cũng, mình cũng biết một số người nhân vật đấy anh em ạ. Đây, Ragna này, trông ngầu nha. Ui dồi ôi, được đấy, nhân vật này ok này. Anh niên này là ai đây, quen đấy nhỉ? Rolo à? Chú Rolo này. Đây là ông chú. Tiếp theo. Sheila. Mình quên nhân vật này rồi. Sigurd. Thanh niên này quen nhỉ? Sigurd. Còn đây là ai nhỉ? Verdadi à? Ủa không nhớ luôn á. Rồi. Vaka. Không nhớ. Yevete. Cũng không nhớ luôn. Ừ, chết rồi. Một số nhân vật mình quên hết rồi anh em ạ. Eric. Này là Micha. Ôi, thế này mình mới nhớ một số những cái nhân vật chính thôi. Cái nhân vật dưới này quên hết rồi anh em ạ. Đây là ai đây? Ủa? Jens. Ivana. Còn đấy. Ảo ấy nhở. Lạ thực sự luôn ạ. Aphrodis. Trời, đây cũng là một trong chị đẹp khá là khủng khiếp, tường tận võ nghệ và trở về khu vực của mình để gọi là theo cái đức tin để xây dựng một cái khu vực dành cho những người dân đi theo một cái đức tin nhất định. Và cái thanh gươm này là thanh gươm quý này. Ok là đấy. Ok, thì nếu như anh em nào mà đam mê gọi là một người Viking thì chủ đề game giống như kiểu là đế chế thì hoàn toàn có thể trải nghiệm với tựa game Viking Rise của nhà phát hành Gamota này nhá. Chúc anh em chơi game vui vẻ và đừng quên ấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều video mới nha.